này đang dẫn một anh người Nhật công tác tại Việt Nam, bên cái tạp chí gì du lịch hoặc là blogger gì đó, ra giới thiệu cái gì Baiko để cho cái cộng đồng người Nhật người ta biết, với lại cái nét độc đáo của cái ẩm thực đường phố Việt Nam đến cho người Nhật biết. Hôm nay chủ nhật cuối tuần, mình ghé dì Ba sớm tí coi tình hình thế nào. Chị Bảy thì đang vắng mặt ở cái quầy trái cây của chị. Đây chị Bảy đang kéo tủ, kéo bàn với lại kéo cân ra dọn dẹp trước khi dì Ba tới đây các bạn. Công việc hàng ngày của dì Bảy. Bảy, bữa nay có ai đặt cua gì trước chưa? Không thấy ai gọi điện đặt trước hết hả? Có thông tin gì mới không chị? Vẫn như ngày thường hả? Thấy không, thấy tội không? Bỏ quầy trái cây qua đây dọn dẹp trước khi dì Ba qua. Hai người đẹp đang lui cua dọn cái quầy cho dì Ba cua đây. Dì Nhung và dì Bảy dọn dẹp xong rồi, chỉ chờ là xe chở cua dì Ba ra thôi các bạn. Giờ đang rất là vắng YouTuber, thì có GoFood và hai cái bạn nào mới mình cũng không biết nữa. Ở đây thôi. Chú người em của dì Ba ra chở cua ra trước nè các bạn. Ngày qua, ngày qua chú mười lụm trăm đó của ai vậy? Cô ra tới nơi đấy, dì Ba tí nữa mới ra xong. À, cái gì cô ra trước đây, không biết cô ra bữa nay hôm nay to hay là nhỏ. Chị Nhung đang khui cái vị cua đây. Ồ, cua hôm nay to quá các bạn, đây là cua gạch rồi. Để chị Nhung lấy bỏ lên tủ để mình xem cái cua khổng lồ ngày hôm nay nè. Đó. Trời ơi, con cua nó to cái càng nó khổng lồ luôn. Các bạn có thể thấy là cua rất là to. Thấy là có một hoặc hai khách đứng đợi đó. Cua này đi với ba chờ nãy giờ. Có một anh nữa cũng đang ngồi trong quán cà phê đợi dì Ba ra rất vậy. Thì cua ra rồi, dì Bảy con sắp qua lại. Cua ra rồi và dì Ba chưa ra. Dì Bảy đang qua phụ để mà bán cho những khách tới sớm này. Nãy giờ có 4-5 khách đứng đợi dì Ba rồi. Cua thì có nhưng mà là số người chờ dì Ba ra để thử cua để gặp dì Ba thôi. Cái nước mà chị Bảy hay đặt qua điện thoại cho cô dì Ba uống thì mình em phụ quay phim ở đây đã tới rồi. Rất là nhiều nước trái cây, các bạn có thể thấy đó, 10 hũ nước. Và khách thì đang mua cua nhưng mà vẫn muốn đợi dì Ba ra. Nãy giờ là khoảng 4-5 người khách đứng đợi dì Ba đó. Hôm nay cuối tuần nên là mâm cua có vẻ là đông hơn. Mọi người tới chờ trước lúc dì Ba ra nè, mặc dù cua có rồi. Các YouTuber vẫn có mặt 2-4-5 6 người rồi. Khách đang chờ ở đây rất là đông rồi, khoảng 10 người rồi. Và cua đã ra nãy giờ nhưng mà mọi người vẫn chưa mua hết, chắc là chờ dì Ba ra. Không biết hôm nay là cua sẽ hết sớm hay là có những cái bất ngờ nào từ cái mâm cua dì Ba đến trong cái ngày cuối tuần hôm nay không. Rồi, dì Ba cua đang ra rồi các bạn ạ. À, đây đều tới rồi đó. Đây có Việt Kiều luôn, Kiều xanh với lại chồng Việt Kiều luôn, nó cũng vừa tới luôn.
tới thì khách chờ nãy giờ là ồ ạt tới liền. Một cái mâm cua quen thuộc rất là to và cua ở trên tủ nữa. Chắc mông này chắc cỡ gần chục ký. Đó, các bạn có thể thấy là vì ba cua vừa tới là khách ồ ạt tới liền. Đó là bên phải người, đằng trước 4 người, bên hông 2 người nữa. Và chưa kể là những người đang chờ. Chị Ba ra là các bạn, một cái mâm cua rất là quen thuộc với các bạn nha. Đây có khách mới, đâu mình thì đang chờ chị Ba để mà coi thử cua đó, mua cua đây. Đây khách mới đây các bạn. Chị, cho em hỏi là chị ở đâu tới, với anh ở đâu tới ạ? Ở bên quận Phú Nhuận. Dạ. Mình là mua lần đầu phải không chị? Không, mua rồi, mua rồi mà hôm nay anh giới thiệu anh đi tới. Anh giới thiệu tạp chí cho người Nhật, cho tôi đến thì tôi mua nhiều. À. Giới thiệu rồi. Cái anh này là người là ở nước ngoài về? Không, ở Việt Nam mình, làm việc Việt Nam nhưng mình kiểu như là giới thiệu thôi. Cho bạn bè làm một tạp chí. Dạ. Đấy, em biết là tạp chí rồi, giới thiệu cho bạn bè người Nhật em biết. Dạ. Dạ. Tạp chí nào chị ha? Anh em biết lên cho tạp chí của người Nhật cùng anh em làm ở đó. Anh là phóng viên của người Nhật hả chị? Không, không. Giống như là kiểu như giới thiệu lên cho bạn bè biết vậy. Tại cộng tác á, giống như là cộng tác hả? Cộng tác hả? Dạ. Anh làm bên báo chí hả chị? Không, anh làm bên quảng cáo. Dạ. Anh là người Việt hay là người Nhật chị? Người Nhật. Nói tiếng được tiếng Anh không chị? Không, nói tiếng Nhật. À, nói tiếng Việt thì... Dạ, đây. Khách người Nhật à. Nghe chị này nói là làm bên cái tạp chí gì du lịch đó. Anh mình ở xa tới đây không anh? Ừ, sao? Mình là đầu tiên mua hả anh? Mình biết với cua gì ba lâu chưa? Biết rồi, thấy trên mạng nhiều. Dạ. Là đây ủng hộ thử rồi như thế nào? Nhưng mà em thấy anh tới nãy giờ rồi nhưng mà anh đợi gì ba ra để thử cua đúng không? Dạ rồi, em cảm ơn anh chị rất là nhiều. Đây, mua xong rồi các bạn. Này đang dẫn một anh người Nhật công tác tại Việt Nam, bên cái tạp chí gì du lịch hoặc là blogger gì đó, ra giới thiệu cái gì ba cua để cho cái cộng đồng người Nhật người ta biết, với lại cái nét độc đáo của cái ẩm thực đường phố Việt Nam đến cho người Nhật biết. Chị này là giống như là hướng dẫn viên đây. Là không khí ngày cuối tuần của cua gì ba. Khách người Nhật nhờ bạn chụp hình với gì ba cua. Và cái mâm cua được dỡ ra rồi. Mâm cua rất là to. Cái chỗ bán cua đã gần kẹt đường rồi các bạn. Sự hiếu kỳ, sự tò mò đứng lại xem và chờ mua cua rất là đông rồi các bạn thấy không? Chị Ba vẫn ngồi trong thử cua. Rồi, khách chụp hình lưu niệm với chị Ba nha, chị Ba. Cười lên. 1, 2, 3. Rồi, ok. Một cái chị ở Phú Nhuận dẫn bạn là làm tạp chí về ẩm thực du lịch của người Nhật. Có mua cua gì ba để mà giới thiệu với lại bạn bè ở bển biết đến cái mâm cua nổi tiếng của gì ba. Anh tên gì? Japanese. Tôi là Sakurai. Sakurai là tên anh. Anh ở Việt Nam bao lâu rồi? 9 năm rồi. Dạ, ở 9 năm rồi. Anh làm việc gì ạ? Anh làm nghề gì ạ? Làm nghề gì? Quảng cáo. Làm quảng cáo? Dạ. Và du lịch? Rồi.
Anh thích gì ba cua không? Thích. Rất thích hả? Thôi cảm ơn anh và chị rất là nhiều. Cuối tuần nên làm mâm cua vẫn nhộn nhịp hơn các bạn ha. Các bạn thì thấy là khách đến liên tục và mâm cua đã vơi đi rồi. Kẹt xe là kẹt xe. Đây dì ba đang lột con cua hai da đây, rồi con cua cốm đây các bạn. Các bạn có thể thấy đó, ba chúc con. Con cua cốm khi mà được lột da là ra như thế này. Dì ba phải tắt cái mai ở trên, thì nó sẽ còn một cái lớp da thật là mỏng nữa. Và là cua hai da 1.000.000 đồng một ký đây. Đó dì ba đang lột cái xe. Em sẽ liên lạc với ba mẹ của bé nha. Cảm ơn chị Ngọc Dương nha. Cảm ơn bạn. Ta đang lột con cua cốm đây các bạn. Cua cốm gọi là con cua hai da đây. Thì lột cái lớp mai ở trên thì một cái lớp da mỏng nữa. Đây gọi là cua cốm 1.000.000 đồng/ký đây. Cứ bỏ đây nè. Là cua hai da. Ha. Ta đang tiếp tục lột những con khác. Thì lúc đầu khách liên tục ghé mua cua. Nãy giờ cũng được rất là nhiều khách rồi các bạn ạ. Không biết là mâm cua sẽ hết sớm không? Hôm nay đúng là ngày cuối tuần và đầu tháng nên mọi người ghé rất là nhiều. Không, gặp không anh, anh phải đi lộn á. Ồ, chặt khách đang mua và cũng giống như những vị khách khác thì khách đều muốn dì ba thử cua và dì buồn của chị Nhung là đóng vào bao và dì bảy là ghi hóa đơn cho những người gọi tới hàng khách ở đây. Đó, 33 nè, 5 nè, 10.99 với 1 nè, 10.7 nè, 1.795.000 em, 5 nè, 10.99 với 1 nè. Em mình mua giùm cho ai, sao mà mua nhiều vậy? Mua cho người nhà hả? Mà sao lại chia thành ba bì? Cho hai nhà. À, hai nhà hả? Nhà bạn gái nữa hai em. Rồi, cảm ơn em. Em ở xa đây không? Em ở Hóc Môn. Hóc Môn chạy đi mua cua. Lần đầu hay lần thứ mấy em? Thứ tư mới mua được. Lần thứ tư mới mua được, mấy lần khác là chạy lên trễ đúng không? À, bạn nhỏ từ Hóc Môn lên đây mua cua rồi các bạn. Mua cho gia đình. Và cái lượng cua đã vơi bớt rồi. Nhưng mà cũng còn khe khe. Bì cua ở trong cái thùng, cái xô đỏ được đem ra rồi. Đây là những ngày đầu của tháng 12 đây các bạn. Đầu tháng 12 nhưng mà gần cuối tháng 12 là sẽ hình như là tổ chức tiệc mừng thọ cho dì ba phải không dì bảy ha? Không biết đó em. Là như là cuối tháng 25 tháng 12 hả chị? Không biết có làm không nữa. Nhưng mà hồi trước thì dì ba định ngày rồi mà đúng không? Không biết nữa, tôi hỏi dì ba. Dạ. Yeah. Sau một hồi khách ồ ạt những ngày cuối tuần của đầu tháng 12 thì bây giờ mâm cua lại vắng rồi. Mâm cua lại vắng đây. Đường phố càng về trưa thì càng nắng. Sau cái lượng khách ồ ạt từ lúc đầu thì bây giờ mâm cua dì ba đã vắng rồi. Chỉ còn những anh bạn quay phim ở đây thôi. Và khách đã vắng tanh rồi. Trời thì càng ngày càng trưa và nóng, còn 12 giờ rưỡi rồi các bạn. Một khách ở xa tới chỉ mua một con cua thôi. Cua còn rất là nhiều trên mâm. Gần 1 giờ trưa rồi. So với ban đầu thì bây giờ là rất là vắng. Nói thoải mái. Gần 1 giờ đây. Cứ nói thoải mái. Thì ba cua ăn gì vậy hả? Chứ ăn cơm luôn.
ngồi đây với mâm cua và cái tủ cùng chị nhân cháu của dì Ba. Chị Bảy thì về bên cái sạp trái cây của chị rồi. Nắng chiều đã ngã về hướng bên phải nhiều rồi. Đúng rồi, đúng rồi, cái cuộc đời trời có một khách làm. Đúng rồi, thằng em tôi em gái lắm, em cái thằng quen nè. Khách mua hai con cua thịt. Chị đổi cái kênh tên đâu mà cuối thì bạn nào ba thấy nó thay đổi mà à cũng là lại nhỏ à hai trăm một giờ tám rưỡi mình chia cái thời gian con cua thì ba thành ba đoạn này có đầu thứ bảy qua lại là khách vô mua nhưng mà mua rất là ít, chỉ có hai ba con thôi, cuối lâu lâu là một con bán một giờ tháo làm gì mới Ba, ba thấy còn nhiều cua với bà đang hào giá, 700 còn 650. Khách đang lấy hai con. Đường phố đã ngả nắng qua buổi chiều. Và cái mâm cua dì Ba đã nãy giờ là vắng khách thì không biết hôm nay có mạnh thường quân nào, có Việt Kiều nào từ Đài Loan hay Mỹ hay các nước khác để giải cứu cái mâm cua hay không, thì cua mình thấy trên tủ cũng khá khá. Có khách ở xa tới xa đó, cái khách mua cua đó. Cua còn cũng khá khá, chưa thấy ai giải cứu mâm cua cả. Hôm nay khách chỉ mua một hai con là nhiều thôi. Người quay phim thì cũng rất là nhiều. Khách đã thưa dần rồi. Bắn rồi các bạn. Vừa mới nói cua bắn thì có khách đi taxi tới liền. Có lẽ nào lại xuất hiện trường hợp việc giải cứu mâm cua hay không? Thì cứ chọn cua đây rồi tí qua anh kia ăn luôn. Vâng, chọn đi. Anh ơi, mình ở đâu tới anh? Mình ở ngoài Hà Nội. Hà Nội vào đây công tác à? Du lịch hai vợ chồng. Dạ. Nhưng mà mình biết cua gì bao lâu chưa? Mình đọc trên mạng rồi. Bao lâu rồi? Từ ngoài Hà Nội cũng lâu lâu rồi, ngoài yeah. Vào để đi tìm. Dạ. Yeah. Đây là hai anh chị ở ngoài Hà Nội vào du lịch nên là ghé mâm cua luôn. Chị ở ngoài Bắc mình có cua như thế này không chị? Ở ngoài Hà Nội có như thế này không ạ? Dạ. Khách Hà Nội đang mua cua đây. Anh ở Hà Nội vô thì anh thấy cái giá cua ở đây thì 650-700 thì anh thấy như thế nào ạ? Rẻ hơn Hà Nội. Rẻ hơn Hà Nội ạ? Ồ, cua gì ba vẫn rẻ hơn Hà Nội các bạn. Mua ở một số những cái cửa hàng ví dụ như là Thế Giới Hải Sản hoặc là Biển Đông ấy, thì giá cua thường khi mình mua về ăn thường giao động khoảng từ 850 cho đến 950 tùy tùy từng ngày. Vẫn đắt hơn đây hơn 250. Đắt hơn. Dạ. Yeah. Đây. Anh chị Hà Nội vào là muốn ăn cua luôn. Thì hải sản thì ngon nhất là vừa mua là ăn luôn cho nó ngon các bạn ạ. À. Để lâu nó ăn không có ngon nữa. Và khách đang ăn tại chỗ bên quán cà phê cạnh cái mâm cua nhỏ của dì Ba. Khách đang ăn cua cạnh chỗ dì Ba bán nè. Mâm cua cũng đông trở lại. Hai người ghế có anh Grab nhưng mà không biết là cua có hết như mọi ngày hay không. Mọi lo âu đang hiện lên trên mâm cua. Cái gì đó trái cây của cái ly nước. Trời đã ngã sang buổi chiều rồi các bạn. Và hôm nay cua đang còn. Anh Grab ship cua cũng còn
kìa. Cua cũng còn rất là nhiều. À, em có hỏi. Và vẻ mặt chị ba đang rất là lo rồi. Chưa, bạn Kim Lai ơi. Một cô gái chờ nãy giờ đi với người yêu. Trời ơi, quá tình cảm luôn các bạn. Mới bắt gặp luôn. Đây này. Anh này biết được bao ăn rồi các bạn ơi. Anh đi làm lại cái gì đây. Vô tình bắt gặp hình ảnh quá là lãng mạn. Tới à? Ở Campuchia. Campuchia à? Campuchia. Nhưng mà qua Sài Gòn làm gì ạ? Qua Sài Gòn chơi. Mình lần đầu tiên mua hay là mua mấy lần ạ? Mua lần thứ hai rồi. Dạ. Mình thấy cua ngon không anh? Ngon. Dạ. Cháu bà xã lên. Dạ. Nhưng mà nhà mình có hay qua Sài Gòn không ạ? Có hay qua. Tại vì có bà con bên này. Dạ. Mình là người Cam gốc Việt đúng không anh? Campuchia. Dạ rồi. Cảm ơn anh người Campuchia rất là nhiều.